Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 à, 2020 à, Chúng ta tiếp tục học tập à, Giới sát phóng sanh à, Học đến tập à, 14 à, Những đức à, à, Đọc câu chuyện kế tiếp trong quyển sách giới sát phóng xanh để chúng ta học tập đánh nát xương thịt dương tiết kể một tổng binh nọ ở việt đông lớn lên đầu mặt giống hổ cổ giống chim yến tướng mạo kỳ đặc nhanh nhẹn hơn người nhưng tổng binh lại thích lễ nhạc giỏi làm thơ đứng vào hàng danh tướng lại giỏi viết đại tự mỗi khi đi qua danh sơn nào ông cũng để lại chữ trên vách núi ông hay viết chữ trên các bút nghiêng các danh nhân làm thơ vịnh tán tụng khen ngợ tổng binh do đó mỗi khi đi ra ngoài tổng binh luôn mang theo giấy bút tổng binh sinh bình thích ăn thịt chó trong biết không ngày nào không giết chó như người thường ăn thịt gà, thịt heo vậy. Chỗ nào ông đi qua là chỗ đó chó sủa, răng chờ. Khi tổng binh đang chấn giữ Kiến Ninh ở Phúc Kiến, một lần nọ đi từng Sùng An lên núi Vũ Di, lúc ấy mặt trời sắp lặn Đêm đó ngủ lại ở cũ Khúc Chu Bộ thuộc Vũ quan giết chó mờ ông Hôm sau lên Thiên Du Quán Miếu của Đạo Gia Chơ Vừa bước vào bỗng nhiên thấy Một đường sáng vàng xẹt qua Tổng binh hét lên một tiếng Ngã xuống đất bất tỉnh tay chân bất động toàn thân mềm như bún và thắt thở đạo sĩ sát nguyên danh nói đó là quan vương linh trên tòa thị quy xưa nay những người ăn thịt chó đều không dám vào điện này chỉ vì đại nhân là tổng binh nên bằng đạo không dám cản truyền thiết những người bị quan vương linh đánh xương cốt toàn thân ngay lúc đó đều đứt nát từng khúc thấy việc này càng khiến người ta tin đây là những câu chuyện mà nhắc nhở những người thích ăn thịt chó vậy. phải suy nghĩ lại những đức có đọc mấy câu chuyện ở miền ngoài quý vị có những chỗ người ta bán thịt chó là người ta bán cả một cái đoạn đường vậy đó là đi đến cái đoạn đường bán thịt chó là toàn bộ bán thịt chó mà nhiều người người ta cũng làm giàu từ cái nghề này nên từng nhà, từng nhà học theo mà bán thịt chó Nên thành một cái sớm bán thịt chó Giết chó nhiều lắm Có nghĩa là chó khắp nơ nơ Người ta tập trung về cái điểm đó để bán Mà hình như miền ngoài ăn thịt chó nhiều Thì quý vị biết rằng có những câu chuyện Mà gia đình này mần thịt chó Nhiều lắm Mà mấy gia đình mà chết rùng rợn Hình như có mấy câu chuyện Mà trong đó những đức nhớ một câu chuyện đức đọc là cái ông này khi giết xong con chó đó quý vị Thì khi trụng nước sôi con chó Thì không biết làm sao mà con chó nó ở trong cái nồi nước sôi rồi Mà nó chết rồi đó, Không biết làm sao mà Cái tâm săn hẳn nó sao không biết mà Cái lúc nghiệp quả nó chiêu cảm Vậy mà nó nhào vô Nó chụp ông, nó kéo ông vào trong cái nồi nước sôi Và cái ông chủ này Ông chết trong cái nồi nước sôi cùng với con chó đó luôn Nghĩa là Cái chết làm cho cái khu vực bán thịt chó đó rùng rợn sợ hãi luôn rồi thêm một ông mà khi mà chó mà con chó nó cắn một phát nghĩ rằng là đơn giản quá sao nhưng mà lạ thay cái lúc này con chó này nó quá xăng hẳn sao không biết nghiệp quả nó đến nó cắn ông một phát và cuối cùng ông cứ sủa như tiếng chó rồi ông cứ cắn tay của ông Ông nhai thịt của ông Và cái chết khi cuối cùng của ông Iran là trụng nước sôi con chó Đập đầu con chó Giết con chó là sao ông chết Iran gì Có nghĩa là nhiều cái chết Vì người mằng chó này đáng sợ lắm Nhưng mà những đức nêu một cái câu chuyện lên Để cho chúng ta có cái buổi học tập phong phú một chút Thì vị biết rằng con chó nó trung thành lắm nó có thể thức đêm mà nó giữ nhà cho mình Khi người chủ mà đi đâu về Nó mừng, nó hắt đuôi, nó chạy lại Nó mừng thấy không? Mình thấy rõ ràng mà Vậy mà có những người là thích ăn thịt cho Có những người dưới quê Đồ giết chó giết giả mang lắm Bỏ một cái bao nhặn nước ăn thịt chó còn có những người thèm thịt chó quá đi bắt chó người ta để ăn không qua câu chuyện này vị nghe đó vị này là làm quan đó nhưng mà đi đến đâu là những cấp dưới biết ông này thích ăn thịt chó cứ bằng chó trong này ăn và câu chuyện này vị nghe rất rõ ràng là khi con người này thích ăn thịt chó đi đến đâu là tự nhiên chó nó cứ sủa um sùm lên hết trơn vậy đó. rất rõ ràng Tại vì sao quý vị biết không? Vì nó có một cái quán khí nặng nề khi người này sát sanh ăn thịt chó. Nó chiêu cảm giống như người này thích chặt cây, đi đến đâu là cây nó cũng rung nữa. Người này thích phóng sanh đi đến đâu là vật nó cũng đến gần. Cũng như mình đi qua bên đậu trà bên kia niệm Phật quý vị. Tự nhiên mấy con chó xung quanh kia tự nhiên nó có tập trung đi xuống nhà bếp mình xuống dưới đó tập trung xuống ở dưới đó rõ ràng đắc lành chim đậu quý vị nơi nào mà mình mà thương loài vật thì loài vật nó tìm đến mình còn mình là một người mà háo sát tự nhiên loài vật nó tránh xa chứ mình mà thường ăn thịt chó thì chó nó gặp mình nó sủa um chờ thấy không cuối cùng quả báo đến đáng sợ chưa bởi mọi người chúng ta vì miếng ăn thôi nhưng mà làm nhiều việc nó tội lỗi quá. Suy nghĩ kỹ rồi thì chúng ta thấy rằng biết ăn chay phóng sanh đặc biệt thiệt. Mà mình mà ăn chay phóng sanh rồi con người mình nó cũng thường bình tĩnh, nó thường bình an, nó ít sợ sệt. Sự việc này kia lắm quý vị. Hay lắm. Đây là cái cảm giác những đức là thợ nấu ngày xưa sát sanh nhiều mà bây giờ những đức biết ăn chay phóng sanh, biết niệm Phật cái cảm giác hơn 10 năm nay Những Đức nói rằng cho quý vị biết rằng là Một cái ý nghĩa lớn vô cùng của cuộc đời mình Khi gặp được Phật Pháp Tự nhiên mình biết thương loài động vật nha quý vị Biết thương loài động vật Từ khi nghe được Phật Pháp tới bây giờ là Gùi mũi kiến là không bao giờ cái chuyện đập Rồi thấy cái tâm từ mình càng ngày càng phát Lạ lắm Mình thương loài động vật tự nhiên Mình cảm thấy cũng bình yên nữa. Còn mình thích sát sanh là tự nhiên Con người mình Nó thường săn hận lắm Lúc trước những đứa nấu ăn những đứa biết mà Nấu đồ ăn mặn biết mà à, Từ nơi đó mà những câu chuyện này Những người ăn thịt chó Nên dừng lại đi quý vị Và tất cả những cái nơi bán thịt chó Những đứa nói rằng quý vị không tồn tại đâu Những đức nghe nói cái sớm bán thịt chó miền ngoài bây giờ tự nhiên nó nó giảm người bán lại. Có thời gian nó giảm người bán gì? Những câu chuyện mà chết ly kỳ quá. Vì mà con người ta vì muốn làm giàu bất chấp, không tin. Nhưng mà người có thiện căn mà nghe như vậy một cái là người ta nhìn nhận cái gia đạo người ta liền. Thí dụ như bây giờ gia đạo mình sát sanh hại vật mà giàu đi, quý vị coi con cháu gia đình của quý vị nó làm sao? Nó hung sùng, nó lạ thường lắm. Mà vợ chồng có cái không hạnh phúc. Thà nghèo mà sống hạnh phúc Còn hơn giàu mà không hạnh phúc quý vị Trên dưới gì nó bất hòa chứ Vậy thì gia đình này Nó đâu còn là một gia đình hạnh phúc nữa quý vị Tại vì sao vì mỗi ngày mình á Giết chúng sanh để làm giàu Lấy tiền đó để mà mình sống Giống như lấy máu tươi mà chế lên người mình Mỗi ngày Vậy thì làm sao mà mình bình an được không quý vị thời gian nào đó thôi cái việc mà sát sanh rồi nó lên rồi nó xuống cấp kỳ cũng như là cái nhà không có móng gì đó bao nhiêu cái nhà hàng bao nhiêu cái quán ăn có tồn tại đâu ngày xưa những đứa có một bà chủ bà giàu gì cái nghề bán quán cơm mà quán cơm mặn một ngày biết bao nhiêu loài động vật mà chết quán cơm một ngày bán hơn một ngàn người ăn đó quý vị Ồ, lên phơ phớ phơ phớ băng quán cơm lên phơ phớ phơ phớ gì quý đắt quá vậy đó mà đâu có bao nhiêu năm đâu con của bà nó phá da chi tử sạch hết quý vị phá sạch của cải giờ nghe nói nhà cửa cũng bán chưa nó thấy không nó từ nơi đó, đó mà cái nghề sát sanh làm giàu không tồn tại Mà nó làm giàu bằng cái nghề sát sanh này Là do trong mạng mình còn phước Nhưng nó tổn quá nhanh vì cái nghề sát sanh này Thí dụ như mình giàu được 20 năm đi Mình làm nghề sát sanh để mà mình làm giàu Mình làm giàu chưa được 10 năm thì nó sập tiệm Mà nó khổ Cung cực khổ luôn vậy đó Nên những đứa cứ nhắc hoài Con cháu từ khi còn nhỏ Tập cho các cháu nó có tâm từ Đừng có sát sanh hại vật nhưng Đức đọc tiếp câu chuyện cho vị nghe nè Hộ sanh được tăng tuổi thọ Khúc trắng quan thừa huyện ôn châu Tỉnh Chiết Giang Lúc thiếu niên Mộng thấy thằng nói với ông ta Tuổi thọ của con Chỉ có sống đến 18 tuổi Sao Cha của Túc Trắng phụng mệnh đến tứ xuyên làm tổng sói túc trắng cảm niệm thân mạng vô thường không muốn đi theo nhưng cha bắt buộc đi theo đến tứ xuyên chủ sói thiết yến tiệc khoản đại tướng sĩ khi rượu qua ba tuần theo lệ phải dâng lên một món gọi là ngọc trước canh. Cách làm món ăn này, trước tiên đốt đỏ đôi đũa sắt, sau đó đâm vào vú bò. Mẹ sữa liền chảy ra ngưng kết trên đũa lấy đó làm gia vị niêm nếm túc chắn tình cờ đi vào nhà bếp thấy rất nhiều bò mẹ đang bị cột thấy lạ hỏi biết nguyên do thất kinh nghĩ con người nhất thời chỉ vì cái miệng mà hành động tàn khốc như thế liền lập tức đi bẩm báo cho cha để tránh bò mẹ phải chịu hành động tàn khốc này. Đồng thời xin hạ lệnh vĩnh viễn cấm món ăn đó. Không lâu sau, túc chắn lại mộng thấy thần nói với anh ta, tâm địa con nhân từ đã làm một âm đức lớn, không những tránh khỏi yểu mạng mà còn phúc thọ trăm năm về sau. Túc trắng Quả nhiên sống đến hơn 90 tuổi Không bệnh mà chết Câu chuyện hội sanh này quá hay quý vị Đặc biệt Những đức á, Hôm qua tự nhiên học tập Cái buổi hôm qua những đức Khi mà lên xe đi qua bên Chùa bên kia bên Trên đoạn đường đi những đức nói rằng Phải chi mà Bây giờ mà có những người người ta có đắc đai rộng mới vậy biết Phật pháp hay là mình có một cái đồi núi gì mình trồng cây xanh đồ cho nó tươi tốt mát mẻ xung quanh đồ mình làm gào đồ cho đàng hoàng mình làm cái nơi để cho chim thú đồ được ở gọi là nơi hộ xanh và mỗi một gia đình khi có chim muông đến Chúng ta lấy gạo, lấy thức ăn nên cho nó ăn. Hoặc là buổi trưa mình lấy nước mình để chỗ nào thường quen thuộc để cho những con chim đến tắm được uống nước. Đây là có một cái tâm hộ sanh quý vị nghe câu chuyện này không? Người này chết yểu 18 tuổi. Như vậy mà khi ông nghe cái món ăn mà dùng cái đôi đũa sắt mà đốt cho thành lửa thành than rồi bắt đầu đâm vào cái bú con bò cái món ăn gì đáng sợ dữ trời thì khi ông nghe một cái là ông nghĩ rằng con người vì cái miệng này mà tạo nhiều cái việc ác tàn khốc như vậy ông khóa cái tâm từ và ông xin cha ông ngưng lại cái món ăn này đi và cấm tuyệt tất cả mọi người từ hôm nay không được làm cái món ăn này chỉ có cái tâm từ của ông hộ sanh như vậy Mà từ 18 tuổi chết Vậy mà sống tới 90 tuổi Lần đầu thì thằng báo mộng là Tuổi thọ của con chỉ có 18 tuổi chết Mà cái người mà được cái duyên mà báo mộng như vậy cũng đặc biệt lắm Cũng là biểu pháp đặc biệt để, để cho hậu thế vậy Thấy không? Chứ mình mà gặp mà nghiệp mà ám muội rồi dù có báo mộng như chăng nữa mình cũng không tin nhưng mà người ta có tâm thiện nên được thần báo mộng. Biết mình có 18 tuổi chết vậy thì mình phải làm điều gì thiện chứ. Chứ cuộc đời của người sắp chết rồi ác cái gì nữa bây giờ. Từ nào đó mà một cái lời nói hộ sanh thôi. Vậy nó mà tuổi thọ kéo dài. Như vậy thì bây giờ những người chúng ta muốn tuổi thọ sức khỏe tốt thì sao? Nên có cái tâm hộ sanh. Nên có cái tâm hộ sanh thí dụ như chúng ta cũng muốn có một căn nhà để ở bình yên vì thì tất cả con vật nó cũng muốn có một căn nhà một nơi ở bình yên cái sự khổ đau nhất cuộc đời con người chúng ta là cái nơi ở che mưa che nắng mà không ổn như vậy thì chúng ta nên suy nghĩ cho tất cả những loài động vật mình cần cái nơi ở nó cũng cần cái nơi ở mình cần những chỗ bình yên nó cũng cần những chỗ bình yên chúng ta đừng bao giờ chỉ có biết suy nghĩ mình là con người căng được những chỗ bình yên Còn loài động vật Nó không biết Lạnh, nó không biết nấu Nó không biết khổ, mặc kệ nó Vậy thì mình thiếu tâm từ quá Mình phải có tâm hộ sanh quý vị Trong chùa mình xung quanh những đức bất mấy niệm Phật Là gì ý nghĩa gì quý vị biết không Một là người nghe Hai là tất cả những con chim Những con vật trong chùa khi nó chết đi Bất cứ nơi nào nó cũng nghe được câu ai với Đà Phật Mỗi ngày nó được nghe câu Phật hiệu Và khi nó chết đi Nó được chết trong câu ai với Đà Phật Để được tái sanh Một cảnh giới tốt đẹp Vì đọc 48 lời nguyện Có một lời nguyện là nghe danh được phước Nghe danh hiệu ai với Đà Phật được phước lớn Nên những đức từng phiên rằng Gia đình mỗi người Phía sau nhà có ao hồ Nên để máy niệm Phật xuyên suốt câu điện ra Để cái máy niệm Phật cho niệm xuyên suốt bây giờ những đức thấy cái máy nhỏ đeo cổ đó, bây giờ mới về năm ngàn cái đó cái máy nhỏ đó nó bền lắm quý vị trong vòng những đức ghim điện suốt luôn vậy mà hơn nửa năm nay nó không ăn khui gì nó chứ máy nhỏ xíu âm thanh nó hay lắm thí dụ như bây giờ mình có chừng hai ba cái mình chỉ cần treo thôi mình kiếm cái gì mình che nhẹ lại trời mưa không sao cái đó thì dễ quá mình treo những cái cây nào thôi mà cái âm thanh thì cái máy nó nhỏ mà âm thanh nó lớn công nhận vì bắt cái điệu hộ niệm á Những đức niệm câu để chúng niệm câu Rồi mình treo ở đó rồi Khi hết pin mình đem cái máy Còn pin ra mình sạc cái máy này Cứ là xây dòng vậy thì cái nó nói tiếp suốt luôn Tại vì thời gian nó cũng dài Rồi là mình treo xung quanh á Nhà mình sau đó mình để cho nó tiện Đi đâu cũng nghe niệm Phật hết chứ Tại vì mình câu điện đồ nó bất tiện Hoặc là cái máy to thì sợ ồn ào Nếu như mình thấy tiện thì đặt cái máy to còn nếu không thì cái máy nhỏ nó bị treo âm thanh của nó lớn lắm nghe quý vị ừ, âm thanh lớn lắm hết pin rồi xong mình sạc rồi tiếp tục cái máy khác vậy đó có nghĩa là mình để ngay cái ao hồ suốt luôn để cho nghe con vật hiệu tất cả con vật nó chết đi hay là nó ăn thịt với nhau thì trong lúc chết nó cũng nghe được con vật hiệu mình mong những con vật này nó tái sanh vào một cảnh giới tốt đẹp hơn là loài súc sanh này là cái tâm mình để máy niệm Phật mình có cái tâm gì và con người ai đi đâu cũng nghe được có vật hiệu những con vật nó chết với đất kỳ tử hoặc là những con trùng con dế con gián mình đi mình không thấy mình đạp nó chết lúc nó gần chết bất cứ ở nơi nào nó cũng nghe được có vật hiệu nó được có phước thoát cái thân xúc sanh tái sanh được làm người hoặc sanh cõi chờ còn nếu lúc đó mà nghe có vật hiệu cầu sanh cực lạc thì đức phật a di đà dẫn tiếp dẫn về thế giới cực lạc phải nhớ mình phải có cái tâm như vậy đó cũng như cái máy màn hình hôm nay mới về nè chúng ta vừa làm cái file lại bữa nay nó lên 120 mấy bài những đức giảng giới sát phóng sanh mới để vô luôn mà những buổi quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quát mấy chục buổi rồi một câu ai với Đà Phật sau này mới học Mới để vô thêm về những ngày lễ Những đức để mấy cái thờ khóa lễ Phật bốn chữ phía trước nhất Ngay số 1 Số 2 là lễ Phật 6 chữ Tùy mọi người Ai lễ bốn chữ quen thì lễ bốn chữ Ai lễ 6 chữ quen thì lễ 6 chữ Có hình ảnh Có phương pháp tu hình ảnh thấy rõ ràng luôn rồi số 3 là điệu hộ niệm Có hình Phật A Di Đà Rồi điệu hộ niệm Những Đức nói rằng Chúng ta có cha mẹ già Ngày sinh nhật của cha mẹ Chúng ta không cần làm lớn lao gì đâu Chúng ta niệm Phật cho hồi hướng của cha mẹ Chúng ta phóng sanh hồi hướng của cha mẹ Đừng có sát sanh nha Còn nấu cái lẩu chai ăn Mua trái hoa quả trái cây ăn Được rồi đó Quý vị làm gì thật sự là chúc phúc cho cha mẹ Rồi đặc biệt quý vị tặng cho cha mẹ mình Một cái máy có hình này Ngay ngày sinh nhật tuyệt Tuyệt diệu ừ, cha mẹ sẽ nghe được pháp cha mẹ sẽ biết niệm phật Những đức thường khuyên tất cả những người già người làm con thương cha mẹ để điệu niệm phật hộ niệm suốt cho cha mẹ nghe vì sao vì cái tàn thức của mình có thể dung chứa thiện ác câu ai với đà phật này để trong vòng suốt của cha mẹ nghe như vậy thì cái tàn thức của cha mẹ sẽ tiếp nhận câu vật hiệu và chữ bên trong toàn là ai với đà phật như hôm qua những đức mà khuyên cái bà cụ 90 tuổi Những đức khuyên bà niệm Phật Những đức dạy đứa con khi mẹ gần mắt Là chính cái đèn bông sen này để cái điều hộ niệm này cho bà nghe suốt đi Rồi xong khi bà gần mắt là tập trung anh em lại hộ niệm cho mẹ nghe không Đó những đức chỉ người ta vậy ta Thì từ nơi chúng ta học những câu chuyện Về hộ sanh được phước như vậy Phát tâm từ hộ sanh này Phóng sanh mà biết hộ sanh Thí dụ như quý vị phóng sanh mà quý vị coi cái chỗ nào Không có ai đứng đó bắt hết quý vị thả Có nghĩa là vừa phóng sanh có hộ sanh Còn nếu như quý vị thả phước cho rồi Phóng sanh mà cái tâm chưa phát Thôi thả phước đi Hoặc là đang cầm con cá đứng trên cao vứt con cá xuống sông Giống như mình mà giờ mình bị bắt Mà bây giờ người ta thả mình mà người ta nắm mình Người ta vứt mình Quý vị nghĩ sao Đó nên những đức nói cái lúc thả chim phải khởi tâm từ Không có được dỗ lòng chim mạnh quá Làm những con chim nó sợ Tại vì mình đã tu hành vô ý thí mà mình làm nó sợ Hoặc là mình thả cái lòng chim Mình nhìn những con chim cái chân nó bị dính vào cái lòng Mình nhẹ nhàng Dối tay mình Bắt con chim nhẹ nhàng mình Giúp nó một tay Lúc đó phải dùng cái tâm từ của mình Dỗ nhẹ cái lòng thôi Đừng có ồn náo Đừng có dùng tâm thô làm cho chim sợ Phải nhớ Thả cá cũng vậy Từ cái tâm từ nhẹ nhàng Trước khi mình mua cá chưa thả Là mình đã quy y niệm Phật cho cá trước đi Lỡ trên đoạn đường đi thả cá Lỡ nó có chết đi Thì những con cá này cũng được quy y niệm Phật rồi Nguyện cho đời sau Được tái sanh tốt đẹp hơn Còn con cá nào được sống Thì thả Thí dụ như chúng ta đi giải cứu một đoàn quân bị nạn thì quý vị suy nghĩ rằng làm sao mình hoàn toàn mình giải cứu được cái đoàn quân này cũng cứu được một số người còn một số người bị chết chứ từ nơi đó chúng ta có tâm cứu mạng khi mua loài động vật này quy y trước rồi tới chỗ thả làm nghi lễ đơn giản Đọc ba làng quy Phật không đọa địa ngục Quy Pháp không đọa ngạ quỷ Quy Tăng không đọa bàn xanh Đọc ba quận như vậy rồi niệm Phật Thả Nói mấy câu nếu biết nói Đời này sanh loài súc sanh là do dị tâm hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn Làm loài súc sanh khổ quá Hôm nay được quy Phật quy Pháp quy Tăng rồi Nên phát tâm thiện Xả bỏ thân súc sanh này Nguyện sanh về cực lạc Sống cảnh giới an vui nghe Rồi mình niệm Phật thả thôi Đơn giản Cái nghi thức phải đơn giản Đừng có rề rà Cũng như bây giờ mình sắp sửa được thả Thì mình cũng rất muốn người ta làm nghi thức đơn giản nhất Để thả mình đi Chứ cầu kỳ mà làm mình chờ đợi Nó cũng mệt mỏi đúng không Đó nên á, những điều những đức chia sẻ đây gần gũi cho vị nghe dễ hiểu và khi nghe qua cái câu chuyện mà hộ sanh mà tăng tuổi thọ này hay thiệt nên tất cả những người sinh con hoặc là làm đám cưới cho con hoặc là chúc tụng ông bà cha mẹ thì chúng ta tuyệt đối đừng sát sanh mà nên phóng sanh còn tặng thêm pháp thí cho bạn bè đến dự ngày này của người thân mình đây là cái chỗ hồi hướng cho cha mẹ thật sự là nguyện cho cha mẹ mình tăng phước tăng thọ chắc chắn còn sát sanh hại vật rượu chè đơn ca không có lợi ích gì thí dụ như bây giờ ngày nay là ngày của cha mẹ mình sinh nhật bản thân mình không phải đi muốn ca sĩ mà chính mình có một bài hát gì vậy đạo làm con như thế nào mình hát cho cha mẹ nghe hát đơn giản không cần cầu kỳ gì đây là tấm lòng của người làm con tặng cho cha mẹ ý nghĩa vô cùng đừng có bài trò này trò kia tốn kém mà nên lấy cái tiền tốn kém đó để giúp người khổ đau Nên làm điều thiện, phóng sanh Niệm Phật hồi hướng tuyệt vời vô cùng Nếu như người mẹ này Bệnh đau Hoặc là sắp chết Nhờ cái ngày này làm như vậy Vậy mà có khi tuổi thọ kéo dài mà sức khỏe tốt Đến khi tốt thì nhẹ nhàng đi Không bị bệnh giống như câu chuyện này Chúng ta vừa mới đọc thấy không Cái vị này Chết yếu 18 tuổi Vậy mà có cái tâm hộ sanh thôi Vậy mà ông sống đến 90 tuổi Không bệnh mà chết Đặc biệt thiệt Cái công đức ăn chay Phóng sanh hộ sanh này Niệm Phật này tuyệt quá Ai cũng cần sức khỏe Ai cũng cần trí tuệ Ai cũng cần thông minh Tại sao chúng ta không làm điều thiện này Nên những câu chuyện này hay Những đức đọc tiếp câu chuyện cho vị nghe nè Ba tháng kêu gào thị trấn nam tường huyện gia định tỉnh giang tô tàu thăng nguyên người cương nam thích ăn thịt chó thường làm thịt chó nhậu một hôm nọ mang chó nhặn vào bồn nước khi sắp mổ thịt con chó đột nhiên nhảy trong bồn nước ra cao quá miệng bồn chừng một mét cắn ngay vào cổ tàu thăng nguyên máu tươi chảy ra như suối tàu thăng nguyên đau đớn cơ hồ muốn xỉu sau đó vết thương bị thúi thuốc thang mấy cũng không khỏi ngày đêm đau đớn kêu gào như vậy kéo dài ba tháng mới chết quý vị thấy không cái quả báo sát xanh đáng sợ chưa nên đó, mấy cái bài giảng trước toàn bộ là nói về đừng ăn thịt châu châu bò đừng nên ăn đây là điển hình một số con vật quý vị còn mấy cái bài chúng ta đọc đây là đừng ăn thịt chó thấy chưa tại vì những con vật này nó có công quá vậy thì bây giờ từ cái tâm từ này thôi mình ăn chay luôn đi Tại vì con vật nào nó có muốn sống mà quý vị Nghe câu chuyện đáng sợ chưa Nên những người ăn thịt chó Ham ăn thịt chó này chết Nó tìm quý vị Khi bí vị còn phước chưa đâu Như khi phước nó suy si rồi là Đến chuyện Thấy không Con chó đã nhận nước rồi Để trong bồn rồi Vậy mà nó Cái tâm săn hẳn sao không biết nữa cái quán kết như thế nào không biết nó kết nghiệp lại nó tập trung nhân lực lại thì sao không biết mà mà từ ở dưới nước mà nó nhảy lên quá mét bay ra khỏi cái miệng thùng cắn vào cần cổ của ông đâu có đơn giản quý vị Thấy không khi cái tâm săn hẳn nó cắn một phát một cái máu chảy nhiều vô cùng rồi tự nhiên cái chỗ đó nó bị độc rồi nó thúi chỗ đó luôn rồi sự đau đớn cũng như con chó mà bị nhặn nước rồi xong 3 tháng sau chết đau đớn 3 tháng mới chết để cho người đời thấy được nên tránh cái việc sát sanh quý vị những câu chuyện này hay đặc biệt chưa Nghe những câu chuyện này rồi Tự nhiên trong lòng của mình Thấy nó không dám ăn thịt nữa quý vị Không dám ăn thịt nữa đó Nên chứ tổ sư nói rằng Bây giờ quý vị gấp miếng thịt heo, thịt gà Thịt cá mà bây giờ quý vị nhìn thấy cha mẹ của mình Quý vị ăn nổi không Nhìn miếng thịt này là cha mẹ của mình Mình ăn được không Phật nói trong kinh tứ sanh phụ mẫu Bây giờ mình ăn thịt là mình ăn thịt cha mẹ Mình chết cái gì quý vị Chết cái gì nữa Nó nên từ nơi đó mà những đứa cố gắng Những đứa học tập cái quyển giới sát phóng sanh này Ngày thứ bảy là nhiều buổi quá Giờ này nè Là 7 giờ 30 nè Cấp học là 7 giờ Giờ 7 giờ 30 mươi nửa tiếng rồi đó Hơn nửa tiếng rồi Cố gắng học Chứ ngồi nói chuyện hoài Nó nói nhiều khi cũng đau cổ Tại vì chiều nay còn hai buổi rồi Tối thì một buổi đệ tử quy đạo làm con nữa vì thấy rằng những đức muốn nêu lên rằng là cuộc đời có người phải làm gì đó thiện phải làm việc gì đó tốt phải đoạn bớt việc ác cuộc đời của mình Để làm việc thiện để có ý nghĩa cuộc đời này của mình Rồi biết niệm Phật cầu sanh cực lạc nữa Cuộc đời phải có một phương hướng đi cho nó tốt đẹp quý vị à Con đường thiện, con đường ngay ngắn ai không muốn đi Tại sao mình lại gieo cái nhân gai gốc Cái nhân khổ đau cho người Mà mình muốn con đường của mình bằng phẳng được hả quý vị Thí dụ như bây giờ mình làm một con đường bằng phẳng Người ta đi mình cũng được đi Nếu như mình đào hố đường hư hỏng làm cho đường Tốc tung lên hết vậy thì anh cũng phải đi trên con đường hư hỏng này à mà người ta còn kêu riêu anh nữa nên những người mà dưới quê mà khi mà đào ngang cái đường mà để ống nước đồ này kia đồ quý vị làm gì có tội lắm á thí dụ như chúng ta làm một cái cống đi một lần chúng ta đào ta sửa đường cho đàng hoàng luôn để một cái cống khi mà chúng ta cần chạy nước vô lúa ruộng rẫy mình đó thì chúng ta có cái ống nước đặt sẵn ở dưới rồi thì chúng ta chỉ cần để cái ống ngang cái là chạy nước vô cần gì mỗi lần là đào cái đường rồi để một cái ống nó cao lên rồi lót một cái cây chuối lên để người ta chạy đừng có bể ống rồi có khi nó chạy xe ngang ta chợt ta té có tội không nên mình phải tính làm sao mình đừng có tạo tội đừng có làm phiền người khác hoặc là gia đình của mình nuôi heo bò đồ đi phân ra dơ giấy bởi vì tạo nghiệp nhiều trong phân bò bao nhiêu con mọt chết ở trong đó bởi vậy không cái phước lớn nhất là người ăn chay Phóng sanh thì làm sao mà nuôi loài động vật trong nhà vì vị có nuôi loài động vật trong nhà Người nuôi heo nuôi bò không gì Giàu cũng không tồn tại nữa quý vị Tại vì nuôi xong đi bán rồi trong phân nó nào là có mọt, con trùng, mọ, con, con dế Nó chết rồi Rồi thêm cái nữa Phân bò, phân heo Nó làm hôi hám, chồm sớm Nó làm dơ giấy Có những người nuôi bò, nuôi châu Quý vị biết rằng Đi ngoài đường nó ỉa ngoài đường Phân bò, phân châu dưới quê là nhất là dưới quê ưa bệnh này xảy ra ghê lắm hoặc là thả xuống sông tắm nó đi tiểu nó đi phân dưới sông người ta dưới nước tôi muốn nước tôi uống vì thấy không nên những đức nói rằng nuôi loài động vật nhất định có tội lớn thôi chúng ta chỉ hộ sanh chứ tuyệt đối không nuôi để mà bán kinh doanh nên người mà làm nghề chăn nuôi cũng vậy nó không tồn tại vì sao vì mình nuôi nó rồi mình bán thịt đó mà rồi trong lúc nuôi nó có nhiều cái tạo nghiệp thêm nữa không? Oh. Nên giới sắc phóng sanh thì Đức Niêu sơ qua cái việc đó một chút á Mình biết tu rồi nhiều việc mình phải biết phải hiểu quý vị Thí dụ như dưới quê rồi nhiều người, người ta không biết đồ Con gái con mình đồ nó không hiểu Ngày có tháng đồ này kia đồ Tùy tiện nhiều khi tắm đồ rồi đồ dơ đồ giặt đổ xong đồ tội chết Tội lắm Hoặc là gia đình có con dâu đồ sinh đẻ mình phải kỹ lưỡng cái chuyện đó Đồ dơ giặt xong rồi đào lỗ dưới đất đổ vào đất không có tùy tiện đổ xuống sông còn bây giờ thì nhà cầu đồ thì tiện rồi còn gặp mà dưới quê đồ dùng xấu dùng xá bị nên chỉ người ta có nhiều người đem đồ dơ đồ giặt dưới sông rồi cuối cùng mình cũng uống nước cúng phật cúng ông bà nước uống nữa Đấy không cái việc này vô hình chung tạo tội mà mình không biết quý vị à nên tại sao có nhiều người người ta nhà máy mà bị sạc nghiệp hết nhà máy xây lúa mà bụi bặm quá mình kinh doanh mình kiếm cuộc sống gia đình mình nhưng bụi bặm bay chòm sớm đáng riền kêu riêu bá tánh mà kêu riêu là bị bị làm sao còn phước nữa rồi bụi cháu đổ xuống sông người ta múc nước thì múc bụi cháu uống Nghe không đây gọi là tạo tội nghiệp với bá gia bá tánh nên mình làm cái gì á kinh doanh phải nhìn nhận sâu sắc nghe gì nè phải nhìn nhận sâu sắc tại sao có những hãng nước đá mà không tồn tại vì nước xiết nước đá chảy nước thải sông làm ô uế sông nước cái gì mà quý vị tạo ra sự ô uế cho môi trường là quý vị đang tạo nghiệp đối với ai với bá da, bá tánh đó quý vị à thí dụ như trước mắt thì có lợi dưỡng gì đó nhưng mà bất chấp tội lỗi thì quý vị coi sau này gia đạo bị tan nát hết trơn nếu mà nghe tự nhiên cảnh tỉnh mình nhận thức đi những việc mình không muốn thì đừng đem cho người thí dụ như chất thải, hôi hám, độc địa, canh khi mà thời tiết làm sao làm sao xả ra, quý vị còn phước thì còn tồn tại, khi mà phước báo nó giảm rồi thì vấn đề đến với chúng ta liền. à phải nhớ rằng những việc gì chúng ta làm mà cảm thấy lương tâm của mình á, nó hơi giấu đúc hoặc là thấy lương tâm mình nó nặng nề hoặc là trốn người để làm là điều này sai hết trơn đó sai hết đó quý vị. Dù quý vị có mối quan hệ gì đi chăng nữa nhưng mà đây là về cái lưới thế gian quý vị kết hợp lại ác cùng ác gặp nhau nhưng mà cái quả báo thì nó không có tha cho chúng ta đâu khi quả báo đến rồi thì đáng sợ lắm nên mới nói rằng bồ tát thì sợ nhăn mà chúng sanh thì sợ quả là gì đó bồ tát không dám gieo nhăn ác vì sợ quả báo ác đến chúng sanh thì tha hồ gieo nhăn ác nhưng quả đến thì kêu gào thấy không thôi bây giờ chúng ta nghe gì rồi á những câu chuyện sát sanh hại vật này chúng ta dừng lại đi chúng ta dừng cái việc sát sanh lại đi quý vị mà tập ăn chay đi rồi bây giờ chưa ăn chay liền được thì thôi chúng ta ăn những cái con cá hay là miếng thịt heo gì đó mà ta mặn sẵn đừng có đem đồ sống về nhà làm thịt ở trong gia đình mình thấy không rồi cái chuyện mà nhậu nhạt sát sanh rồi thì thôi giảm tối đa rồi nghe gì và phát tâm thiện từ 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 quỳ trước phật phát nguyện có ăn chay trường luôn thì đặc biệt quá nó nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả những người nghe mà họ có thể phát tâm họ làm được họ ăn chay được suôn sẻ ăn không có sốt ruột dù là có sốt ruột gì họ cũng quyết tâm họ ăn chay trường được đây là phước báo của mỗi một chúng sanh khi nghe được và tiếp nhận và làm như vậy là tốt lắm để lại cái đức cho con cháu gia đình của mình tốt đẹp lắm quý vị ai di đạo phật hôm nay chúng ta học đến đây quý vị à nguyện đem công đức này hưởng về khẩm tất cả để từ và chung sanh đồng sanh về tận á đông.